Lâm Vĩ Dạ bóc phốt tình của anh Đức thuê người yêu để giới thiệu với công chúng. Trước đó trong hậu trường, anh Đức nhất quyết xin đổi đội khi biết phải chung team với người yêu cũ Lâm Vĩ Dạ. Khi tham dự chương trình Nhanh Như Chớp phát sóng tuần qua, anh Đức tiết lộ mình vẫn bị xếp cùng đội Lâm Vĩ Dạ, dù đã cố gắng năn nỉ ban tổ chức hết sức để được ở cùng đội với các nữ khách mời xinh đẹp. Sau nhiều lần bị người yêu cũ liên tục bắt nạt, anh Đức không muốn bị Lâm Vĩ Dạ ám nữa. Nhưng lời đề nghị của anh vẫn bị từ chối kịch liệt. Đau đớn hơn, nam diễn viên nhìn sang đối thủ thì bị ngất ngay bởi vẻ đẹp của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và hot girl Lan Hương. Lợi dụng thời cơ Lâm Vĩ Dạ còn chưa xuất hiện phía sau hậu trường, anh Đức đã dành không ít lời khen ngợi cho vẻ đẹp của Quỳnh Châu và Lan Hương, nhưng vẫn không quên kèm theo hàng chục lời than vãn về cô nàng người yêu cũ Lâm Vĩ Dạ. Mạc Văn Khoa đã có người yêu, Lâm Vĩ Dạ có chồng. Lương Huy, Lan Hương là cặp đôi yêu nhau, chỉ còn Chế Nguyễn Quỳnh Châu và anh Đức cô đơn, nhưng lại không được ghép chung đội. Sau màn nói xấu người yêu cũ phía sau hậu trường, anh Đức nhận ngay màn vùi dập của Lâm Vĩ Dạ trên sóng truyền hình, phổ khuyết giày có móng tay nhọn. Lâm Vĩ Dạ tố liền anh Đức thường xuyên thuê bạn gái để giới thiệu với công chúng, không biết bây giờ còn làm việc này để lừa mọi người nữa hay không. Lâm Vĩ Dạ tố anh Đức thuê người yêu để giới thiệu. Chưa hết, nữ diễn viên còn cho hay, chính anh Đức là người năn nỉ ban tổ chức để được chơi chung với đội mình, khiến anh chàng không ngừng phân trần giải thích với khán giả. Tiếp lời Lâm Vĩ Dạ, Haruon thay mặt chồng làm mai liền anh Đức với Quỳnh Châu sau khi nghe cô nàng giới thiệu bản thân đang cô đơn. Trước đó trong hậu trường, anh Đức liên tục tung hàng loạt màn rải thính nhiệt tình cả Lan Hương và Quỳnh Châu. Song Quỳnh Châu không quên đâm thẳng vào tim anh chàng khi giới thiệu chàng trai trẻ Lương Huy đang im lặng ngồi lắng nghe hết mọi thứ, chính là bạn trai của hot girl Lan Hương. Điều này khiến anh Đức chột dạ đứng hình mất 5 giây. Chống chế cho việc mình vừa làm, anh Đức cho rằng những lời nói vừa rồi chỉ khen vẻ đẹp của hai cô nàng thôi, chứ chẳng có một ý định nào khác cả. Chưa dừng lại ở đó, anh Đức còn bày chiêu cho Quỳnh Châu cách để giành lấy được giải thưởng 20 triệu, chính là tự gửi câu hỏi đến ban tổ chức về bản thân. Vừa được 20 triệu mà còn giới thiệu được bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình, chiêu khôn lỗi của bản thân Trấn Thành làm ai cũng phải bó tay. Trong hậu trường, anh Đức cũng thanh minh việc bị nghi thuê bản thân Trấn Thành PR cho mình, vì theo anh chẳng ai thích đi quảng cáo cái sự ế của mình. Bản thân nam diễn viên cũng tâm sự giờ anh bị mang tiếng dữ lắm, còn bị đồn mang giới tính thứ ba. Anh Đức sinh năm 1987, là diễn viên quen thuộc của làng hài, năm nay 32 tuổi. Nhưng cậu bạn thân thiết Trấn Thành vẫn lẻ bóng, khiến ông xã Harry Won nhiệt tình rao bán khắp các show truyền hình, nhưng đến nay vẫn thừa nhận đang ế. Anh Đức từng có mối tình với Lâm Vĩ Dạ khi cả hai học chung trường sân khấu. Bỏ bê con trai vì phim ảnh, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật bù đắp bằng quà cực bự. Lần hiếm hoi cả ba thế hệ gồm ông bà nội Thu Trang Tiến Luật và con trai Andy cùng đi chơi, thế nên tất cả các thành viên đều hào hứng. Ngoài công việc, cả hai vợ chồng đều cố gắng dành thời gian cho cậu con trai cưng, vì đây là mối quan tâm lớn nhất của họ. Sau thành công của bộ phim điện ảnh Chị 13, Thu Trang Tiến Luật đã dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn bằng chuyến du lịch đến Hàn Quốc cùng đại gia đình. Lần hiếm hoi cả ba thế hệ gồm ông bà nội Thu Trang Tiến Luật và con trai Andy cùng đi chơi, thế nên tất cả các thành viên đều hào hứng. Nữ diễn viên cho biết đây là món quà mà chị muốn dành cho cả nhà vì đã chịu nhiều thiệt thòi trong khoảng thời gian thực hiện bộ phim Chị 13. Tầm một tháng rưỡi quay phim, tôi và anh Luật cứ liên tục vắng nhà. Có nhiều ngày từ sáng sớm hai vợ chồng đã đi, rồi đến tối mịt mới về nhà. Khi vợ chồng đi thì Andy còn chưa ngủ dậy, đến lúc hai vợ chồng về thì con lại ngủ mất. Chuyện chăm sóc con trong khoảng thời gian này đều do ông bà nội làm. Nếu không có ông bà giúp đỡ, tôi cũng chẳng biết làm sao. Quả thật nhiều khi thấy có lỗi với con lắm, vì mình đam mê công việc quá mà không dành thời gian ở bên con. Andy lại đang trong tuổi lớn, vợ chồng tôi không muốn để lỡ bất cứ khoảnh khắc quan trọng nào với con, Thu Trang chia sẻ. Tôi là người xem trọng gia đình, khi bộ phim đầu tay đánh dấu việc vợ chồng làm nhà sản xuất đã được khán giả đón nhận nhiệt tình, tôi mới an lòng thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm con dâu của mình. Đã lâu cả gia đình mới có dịp cùng ra nước ngoài với nhau. Đó là những ngày vui vẻ, thoải mái nhất với vợ chồng chúng tôi. Tôi dạy Andy lễ nghĩa, dạy con phải luôn yêu thương ông bà và những người xung quanh. Andy là đứa trẻ rất ngoan, luôn hiểu chuyện và vâng lời. Tôi mong con được hiểu được rằng, dù sau này có trưởng thành hay làm bất cứ công việc gì đi nữa, thì vẫn luôn yêu thương trân quý gia đình như bây giờ, Thu Trang nói thêm. Về phần Tiến Luật, anh chia sẻ rằng sau bộ phim Chị 13, nam diễn viên cũng có những kế hoạch lớn cho riêng mình. Không còn là người đàn ông mày đứng phía sau làm chỗ dựa cho Thu Trang, Tiến Luật nay tuyên bố ra riêng, tự đầu tư kinh doanh riêng. Tiến Luật bộc bạch, tôi là người xem gia đình là quan trọng nhất, tiền bạc danh vọng đều như phù du.
chỉ có gia đình mới mang lại hạnh phúc cho mình. Là người đàn ông để có thể bảo bọc vợ con thì phải quan tâm đến sức khỏe. Khi mình khỏe mạnh, mọi thứ mới giải quyết được vẹn toàn. Đó là lý do lần này tôi quyết tâm kinh doanh. Tuy mang tiếng ra riêng, nhưng vợ luôn đứng sau ủng hộ tôi. Trang để cho tôi tự quyết trong lần này, có sự hỗ trợ tinh thần của vợ, tôi cũng tự tin hơn hẳn. Tôi là người từng không có gì trong tay, nên tôi thấu hiểu cảm giác buồn chán khi mình thất nghiệp. Có được ngày hôm nay tôi đã đi qua cả chặng đường rất dài, buồn vui hạnh phúc đều trải qua cả rồi. Tôi cho rằng để vận động phát triển thì phải chăm chỉ làm việc, nếu ngồi không chờ thời cơ sẽ chẳng bao giờ mình làm nên thành tựu gì. Sau khi hoàn thành các dự án, hai vợ chồng mới thu xếp thời gian để đưa cả ông bà nội và Andy cùng sang Hàn Quốc du lịch. Chuyến đi này xem như món quà bù đắp lại những ngày cặp đôi nghệ sĩ mải mê lăn lộn trên phim trường. Giữa tin đồn chia tay, Diệu Nhi đăng status thả thính, không thiếu gì chỉ thiếu anh. Dòng trạng thái đẻo nghí của Diệu Nhi và anh Tú làm fan hâm mộ cặp đôi dậy sóng. Thời gian vừa qua, Diệu Nhi và người yêu điển trai anh Tú gặp nhiều nghi vấn đã tan vỡ tình cảm sau hơn 3 năm hẹn hò. Cả hai ít khi tương tác với nhau trên mạng xã hội cũng như cùng nhau xuất hiện công khai, khiến cho người hâm mộ của cặp đôi đứng ngồi không yên. Trước những tin đồn chia tay, Diệu Nhi đã lên tiếng cho biết cả hai vẫn yêu thương nhau nhưng quyết định tách ra để có sự nghiệp ổn định riêng, không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng. Mặc dù trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng Diệu Nhi và anh Tú vẫn âm thầm thả thính nhau công khai, khiến ai cũng phát hờn vì quá tình tứ. Mới đây anh Tú đã đăng status đẻ nghí lên trang Facebook cá nhân. Trời nóng muốn cọc tính luôn, thời tiết thế này làm anh giận dữ ghê, em ở đâu cho anh tí gió đi, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay khi vừa đăng tải, người hâm mộ đã nhanh chóng đoán ra người mà anh chàng đang nhắc tới là Diệu Nhi, thậm chí các fan còn có lòng tốt nhắc nhở, người ấy đang ở Pháp mất rồi. Thấy bạn trai ở nhà than thở, Diệu Nhi dù đang bận đi diễn ở nước ngoài, vẫn tranh thủ lên tung thính đáp trả. Ở đây mọi người lo cho em đầy đủ, không thiếu gì, chỉ thiếu anh. Mặc dù không nói rõ nhưng ai đọc cũng ngầm hiểu nữ diễn viên đang muốn nhắn gửi đến anh Tú. Thương bạn trai ở nhà nóng bức, Diệu Nhi còn tiếp tục nhắn nhủ bằng một status siêu ngọt. Sài Gòn đừng nóng nữa nha, Nhi sắp về rồi nè, đem một chút không khí của Paris về cho Sài Gòn nhé, nhớ lắm, thương lắm. Dù đang ở trời Tây xa xôi nhưng trong lòng Diệu Nhi giờ đây chỉ hướng tới người yêu đang ở nhà. Cô nàng than thở, nhớ gì như nhớ người yêu. Nhìn những bằng chứng thả thính này ai cũng phải suýt xoa trước độ tình tứ của Diệu Nhi và anh Tú. Vừa qua Diệu Nhi cũng khiến khán giả xôn xao khi diện đồ giống hệt và cùng đi lưu diễn với Trịnh Thăng Bình. Thậm chí nhiều người còn đặt ra nghi vấn cả hai đang hẹn hò với nhau. Để không gây ra hiểu lầm lớn hơn, Diệu Nhi lập tức lên tiếng về chuyện trang phục. Không tin luôn là Việt Nam có bộ đồ thứ hai như tôi, mọi người làm chứng là Nhi mua ở hàng năm ngoái nha, có chụp hình đàng hoàng nha, còn anh Trịnh Thăng Bình chắc hâm mộ style em lắm, nên mua lén rồi thấy đi chung, lấy ra bận phải không? Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra anh Tú, cũng từng diện trang phục giống hệt Diệu Nhi. Nếu như bộ đồ thể thao của cô màu tím thì bạn trai lại mặc màu xanh, và chắc chắn anh mới là người mà diễn viên chiến dịch chống ế diện đồ đôi, còn Trịnh Thăng Bình chỉ là một sự vô tình mà đến cả hai còn phải ngỡ ngàng. Cặp đôi này từng đi du lịch Hàn Quốc cùng nhau nên có thể họ đã cùng nhau mua trong chuyến đi này. Công gạo nếp gạo tẻ lên tiếng trước tin đồn bỏ đóng phim qua Mỹ ăn bám vợ. Diễn viên gạo nếp gạo tẻ cho biết, tôi có dựa dẫm hay không thì bản thân tôi và những người thân trong gia đình sẽ biết. Nam diễn viên Hoàng Anh thẳng thắn chia sẻ trước những tin đồn anh giải nghệ diễn viên qua Mỹ để sống bám vợ. Ngày 20 tháng 4, nam diễn viên Hoàng Anh bất ngờ chia sẻ niềm xúc động trong giây phút quay quần bên vợ con ở Mỹ sau hơn một năm xa cách. Đồng thời anh cũng cho biết quyết định tạm dừng con đường nghệ thuật mà mình cất công gầy dựng bấy lâu nay ở Việt Nam vì đóng phim ngày càng khó khăn, cát xê thấp, không đủ lo cho bản thân và chăm lo được cho vợ con. Mới đây trước những tin đồn giải nghệ qua Mỹ sinh sống và ăn bám vợ, diễn viên gạo nếp gạo tẻ đã có những chia sẻ với truyền thông vô cùng thẳng thắn. Từ lúc mới cưới nhau, chúng tôi đã nhận quá nhiều ý kiến tiêu cực rồi, nhưng chúng tôi đã vượt qua và đang sống rất hạnh phúc. Tôi thấy bây giờ có nhiều người ủng hộ vợ chồng tôi đó chứ. Tôi có dựa dẫm hay không thì bản thân tôi và những người thân trong gia đình sẽ biết. Tôi không bàn thêm về vấn đề này, tôi sống cho chính mình mà, cảm thấy vui vẻ và yên bình là được. Khán giả đang vô cùng tiếc nuối khi diễn viên Hoàng Anh tạm giải nghệ sau hơn 13 năm đóng phim truyền hình. Được biết, sau khi ổn định cuộc sống tại Mỹ, nam diễn viên Hoàng Anh sẽ nhận các show kịch ở hải ngoại, học tiếng Anh, cũng như tham gia diễn xuất nếu như nhận được lời mời từ các nhà sản xuất tại đây.
Ngân 98 kiên quyết chia tay, Lương Bằng Quang buồn bã, phải chi được ngồi cạnh bên. Trong suốt 3 năm hẹn hò, cả hai đã có nhiều lần mâu thuẫn, nhưng đây là những ngày căng thẳng nhất của họ. Ngân 98 luôn trong tình trạng rất giận dỗi và không muốn nhắc đến tên hay chia sẻ bất cứ thông tin nào về người đàn ông này. Những ngày vừa qua, cặp đôi Lương Bằng Quang và người yêu kém 16 tuổi luôn là tâm điểm của dư luận. Từ những hành động được coi là nhạy cảm trên livestream đến rủ nhau phẫu thuật thẩm mỹ, và gần đây nhất là râm ran thông tin cả hai đã tan vỡ. Mới đây nhất, trong cuộc trò chuyện trực tiếp trên fanpage, Ngân 98 đã thẳng thắn nói đến vấn đề đang được gây chú ý của mình. Theo đó, cô đang trong tình trạng rất giận dỗi người yêu và luôn nghĩ rằng mình phải chấm dứt mối quan hệ này lại. Dù cho Lương Bằng Quang vẫn nhắn tin hỏi thăm cô như bình thường, nhưng đã hơn 2 tuần qua, người đẹp gốc Bình Định nhất định không phản hồi bất cứ điều gì với anh. Về phía nam nhạc sĩ, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặn nồng với bạn gái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mới đây nhất, Lương Bằng Quang còn bày tỏ sự mong muốn phải chi được ngồi cạnh bên và đi kèm là hình ảnh của Ngân 98 đang ngồi trên bàn ăn. Có lẽ đây là khoảnh khắc do anh tự chụp lại khi cả hai cùng nhau đi ăn uống vui vẻ từ trước khi xảy ra mâu thuẫn. Theo như lời tiết lộ của Ngân 98 thì nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn này có sự xuất hiện của người thứ ba. Tuy nhiên, cô từ chối chia sẻ đối phương là ai vì bản thân cần thấy có thêm thời gian tìm hiểu kỹ hơn, bởi lẽ người đẹp gốc Bình Định cũng không muốn xảy ra thêm sự việc đáng tiếc nào. Rất nhiều người nghĩ rằng cặp đôi này đang cố tình tạo sự chú ý. PRMV vừa ra mắt của Lương Bằng Quang. Tuy nhiên, Ngân 98 khẳng định không có chuyện này vì cả hai đã đủ lớn trong từng hành động mà họ làm. Liên tục đăng tải hình ảnh quá khứ. Dù không nhận được hồi đáp của Ngân 98, nhưng Lương Bằng Quang vẫn khẳng định mình không níu kéo, nên để mọi điều tự nhiên. Cặp đôi này chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi trong thời gian tới.